đang tắm ảnh chụp năm 17 tuổi, cụ bà 103 tuổi bất ngờ nổi tiếng vì vẻ đẹp vượt thời gian. Đây là hình ảnh hồi còn tuổi trăng tròn của cụ bà Nguyễn Thị Băng Tâm, sinh năm 1921, năm nay 103 tuổi tại Hà Nội. Nhiều người đã phải trầm trồ trước vẻ đẹp thời thanh xuân của bà khi xem được những tấm ảnh hiếm có này. Theo lời kể, cụ Tâm sinh ra tại Pháp lên 4 tuổi, bố mẹ dẫn về Việt Nam và được một gia đình buôn vải tại Bắc Ninh nhận làm con nuôi. Ngay từ lúc nhỏ, cụ Tâm được hưởng cuộc sống tiểu thư vương giả khi công việc chính là học hành, còn những việc nhà đều đã có giúp việc lo. Mỗi lần muốn đi đâu, cụ đều có người đưa đón. Năm Mậu Dần năm 1938, khi vừa tròn 17 tuổi, cụ đã được mai mối với người con trai xuất thân trong gia đình giàu có ở Hà Nội. Đám cưới cũng được tổ chức cùng năm. Khi được hỏi về những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ, cụ Tâm cho biết, để sống thọ như tôi rất đơn giản, thường xuyên ăn rau củ quả, hàng ngày tụng kinh niệm Phật từ 2 đến 3 tiếng, đi dạo quanh nhà và rũ bỏ âu lo trong cuộc sống. Ông Đặng Trần Quang, 66 tuổi, con trai út của cụ Tâm chia sẻ, thời trẻ mẹ tôi được mệnh danh là Hoa Khôi Kinh Bắc. Ông Quang cũng cho biết, hiện tại tính riêng con, cháu chắc, chút chích, cụ Tâm cũng đã có khoảng hơn 70 người, nhưng không vì thế mà nề nếp gia đình bị lãng quên. Theo ông Quang, cụ Tâm luôn quan niệm và nhắc nhở con cháu, dù ai làm gì cũng đều phải đề cao tình cảm gia đình. Mọi thành viên đều có tôn ti, trật tự theo đúng nề nếp, gia giáo mà bố mẹ đã rèn từ bé. Đó là sống tiết kiệm và chăm làm điều thiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.